Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình nghe. Và cũng được 3 tuần mình không đăng video, xin lỗi. Tại vì đi họp nhiều quá, bài thi rất là nhiều cho nên về nhà thì mệt. Và đi tập thể dục cho nên cũng không có thời gian nâng cấp video. Và đây, Clash Royale, đây là game mới. Rất là hay. Mình mới tải game này được 1 tuần trước và cũng lên được level 3. Và đây chính là clan của mình. Nó mình rất là cù cho nên đứng ở đây. Đây, các bạn muốn tìm thì tìm cái chữ Việt Nam này ngay. Hoặc là tìm clan tag ở bên dưới. Chết chết bà rồi, full rồi, thôi, chặt chỗ. Bỏ người online. Và các bạn thấy đây, chat nè, hello. Và cũng là friendly battle là chiến đấu trong quốc clan. Cũng không được ăn tiền hay là gì hết trơn á. Và đây là những tấm thẻ. Ồ, quá đã, game game này là game mới của Clash Clan, cái này là nâng cấp. Thêm một con góp lên nữa nhưng mà mình không chơi con đó, ngu chi. Rồi. Bắt đầu chiến tranh thêm em ơi. Giếng. Ok. Và mà cái màn hình hơi kỳ kỳ nghe, tại vì cái này game điện thoại. Cho nên hơi nhỏ lại chút. Game này muốn chơi là phá phá cái lâu đài. Đây Mochi đây các bạn. Đây quân đội xương. Ủa thằng nào nó bị gì vậy? Nó im re luôn. Ha ha. Đến kêu. Ồ trời quá dễ dàng. Cũng đó là Goblin. Mình để đằng sau nhà. Các bạn coi đi. Đó. Cái nhà đó nó tạo Goblin. Nó tạo một con xanh xanh cướp tiền. Đầu thắng rồi. Mô phật. Nhưng mà dễ quá vậy. Tiếng kêu. Rồi. Khi mà các bạn thắng á, các bạn sẽ được một cái rương. Game rất là hay. Đây, cái rương này các bạn mở này. Mình đang mở. Còn cái trang này là mở cái Crown Chest là mấy cái ngôi sao màu khi mình chiến được. Đây là gì đây? Đẹp đẹp. Rồi. Hello, mình đã trở lại. Có người trong gia đình mở cửa xâm nhập vô cho nên mình cắt cái đoạn video thật là khó chịu. Bây giờ mình vừa khóa cửa rồi. Rồi, cái trận hồi nãy hơi là dễ nên bắt đầu chiến tranh tiếp. Đợi chút đây. Này, nếu các bạn muốn đổi lính là các bạn bấm cái này, bấm use. Use là sử dụng. Đó, nhưng mà cái này là con bom, mình nâng cấp cho đã vô rồi mình đâu có sử dụng đâu. Hay đúng là không đi mất dịch ha. Rồi bắt đầu. Như các bạn đã biết, nếu các bạn mà khi chơi cái này các bạn sẽ ở training camp, sau đó tới arena 1, rồi tới arena 2 đây. Đây những cái thẻ mà mình đang cần. Rồi ok, chiến. Chúc may mắn hay Long Wolf ha. Ước gì chứ. Phù thủy. Chưa. Vừa có trí thông minh trước. Rồi 4, let's go. Bạn không cần phải đợi. Rồi, tạo goblin. Chết bà. No. Oh, chết. Không sao. Bắn chết bà đó coi. Bùm, quá đã. Rồi, lên. Lên. Oh shit. Thằng chó đẻ này nó có lửa điện hả? Có sét. Ok, mình bỏ con samurai xuống rồi. PK. Vô, chiến vô. Oh shit, chết bà. Oh, hai con PK chiến nhau. Oh yeah. Oh shit. Rồi chết bà, cái này thua rồi. Trời ơi, nó giống cười quê. Mất dạy. No. Quân đội tiến lên. Mở từ con chó đẻ. Fuck my ass. Phù thủy chiến vô. Giết chiếc bà nó. Bắn cung tên.
ha. Gần thắng rồi. Vô vô, đợi chút, đợi chút. Rồi, bỏ con train ở đây. Ồ, oh, 16, 60 giây, 60 giây là nó tăng thêm lát sữa, nó làm nhanh hơn đó các bạn. Rồi, ok. Tao cho mình chết luôn nè. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Ồ, oh, bà fucker. Thằng chó nó bắn công tên kết hết trơn. Bắn công tên, let's go. Oh shit, không có gì. Boom, nổ. Quá quá đã. Ok, làm sao chết. No, no, má ơi. Yes. No, đừng, 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 đừng. Thằng chó này. Sao nó có bắn công tên vào giấy? Cái này trời. Oh my. No. Má. Chó. Chó. Chiến tiếp. Lật lại mình phải thắng. Ai muốn chiến đấu với mình thì vô clan với mình đi. Nightmare clan. Mày ngon hả cu. Shit, có con vác ri chết bà rồi. Bắn công tên, bắn công tên. Oh shit. Không có. Rồi, giờ là xong. Thua thêm trận nữa. Let's go. Lính mình rất là yếu. Oh, what the hell. Oh, shit, shit. Rồi, cản. Bắn nó đi, bắn nó, bắn nó. Oh, shit. Bắn, bắn. Bắn, bắn. Ồ, oh, chết hả? Ok. Ok. Rồi, Tran. Đứng bảo vệ thôi. Rồi, ok. Để phụ tử. Ủa? Sao mạnh như vậy? What? No! Fuck. Trời ơi. Oh shit. No. Sao nó mạnh dữ vậy? Bắn vô, bắn vô, bắn vô. Oh shit. Oh shit. No, no, no. Rồi sao?